À, Pháp và Đức sắp xếp đông quân qua Nigeria rồi hả anh? Tổng thống. Tổng thống Nigeria bị đảo chính rồi, bắt đầu ra má. Cái nước Niger khác ông nội ơi, còn Nigeria là khác. Mà nói thiệt á, châu Âu nó rảnh quá, đem quân qua nước bóc có làm gì? Không bao giờ có đâu. Nó mấy em nghe, đừng nghe tôi nói chém gió mà nó sổ mũi. Nếu mà tụi em là Anh với Pháp, châu Âu có đi qua làm bển không? Đi để làm gì, có quyền lợi gì bển không? Còn bây giờ mày đảo đảo luôn, nói chung mà nước mày lộn xộn có lóc mày luôn, hiểu chữ lóc là gì không, đúng không? Ví dụ giờ tự nhiên gia đình mình Tú đang yên ổn, tao làm ăn mà gia đình mày quậy quá, đúng không? Tao lóc gia đình mày luôn. Công nhận mấy em này, nói chung mà nói chuyện bình luận nó cảm thấy nó không có chút xíu kiến thức nào luôn á. Gì à, bố hiểu gì về chế độ thực dân Pháp cho các nước châu Phi không mà có bảo không liên quan? Thôi con nít em ơi, đừng nói chuyện, học lóm được mấy kiến thức lịch sử cổ xưa ra việc nói chuyện giờ cá không? Bây giờ không nói nhiều cá đi, mày nói Pháp đem buông vô đúng không? Tao nói không đó, dứt kèo nhiều nè, nó khỏi đó nhiều mệt quá mẹ, lịch sử rất ngôn rất ý kiến, mình tin là đúng thì chơi. À gì à, theo anh châu Phi hàng năm hàng ngàn năm nay mãi nghèo là do con người hay thiên nhiên? Ủa thiên nhiên ưu đãi châu Phi thấy mẹ luôn, tra cách gì mày, Kim đúng cương hay là không? thú Mày thấy hoặc toàn thứ dữ không nè, nè kim cương vàng nè, dầu nè, khí nè, động rồi vật chưa kể mẹ ngà voi nè, rồi xong rồi gỗ quý nè, thì yếu tố còn lại là cái gì? Tốt lại là con người thôi chứ là gì, do cái mindset này nọ kia. Bây giờ còn bộ lạc nữa thì giàu với ai bây giờ? Bây giờ mà một người đứng đầu, cho dù phe đảo chánh hay không đảo chánh gì nói, phe đảo chánh hay không đảo chánh gì không kè, là tôi không quan tâm tôi phe nào nữa. Nhưng mà bây giờ nói, nếu mà đặt ra tao lụi kia, một câu nói đó không thể chấp nhận được. Các bạn có chấp nhận được câu nói đó không? Mà một cái người đứng đầu mà nói câu đó thì khá với ai? À, gì à, anh Duy cho em hỏi, phải Ấn Độ do tôn giáo kiềm hãm đất nước chứ không phát triển được như Tây Quy đúng không anh? Có nhiều vấn đề đó, sắc tộc tùm lum la hết á. Em biết không, cái nước Ấn Độ đó mà chơi đế chế nó chia ra ba bốn nước luôn, còn Tây Quy chơi đế chế chia con nước đâu em. À, Mỹ với Iran đạt được thỏa thuận với nhau, theo anh thì nước nào là trung gian hòa giải vụ này hả? Ủa mà đạt thỏa thuận gì mới được chứ, thỏa thuận gì phát niu mà mày? À, thỏa thuận trả tự do cho 5 công dân Mỹ, còn Mỹ cho Hàn Quốc trả cho Iran 5 tỷ đô tiền dầu hả? Mà lớn dữ đợi, 5 tỷ đô tiền dầu, are you sure? Quá tao không tin 5 tỷ đô tiền dầu đâu, nói thiệt luôn á, mày coi lại đi, double check giùm anh đi mấy em. Ví dụ như cùng lắm ít ít thôi chứ 5 tỷ đô tiền dầu là very very nhiều đó nha. Nga bán một tháng luôn chưa được 1 tỷ đô tiền dầu, còn lúc cao trào thì may ra chắc được 1 tỷ đô tiền dầu. Gì, chính xác là gần 6 tỷ luôn hả? Cái này để anh kiểm tra lại mấy em, chứ anh thấy tiền dầu mà bán cho Hàn Quốc không mà 6 tỷ nhiều kinh vậy. Ủa mày 7 tỷ thiệt mày, 7 tỷ worth fund into South Korea Bank, nguồn tin đơn phương Iran đưa ra, đem nói như đúng rồi. Ủa nhưng mà dầu gì mà cái này là tiền gì, tiền gì mới được chứ, tiền dầu không mà 7 tỷ ghê vậy. Bây giờ mấy em, anh không tính được, nhưng mà mấy em làm cái tính nè, một thùng dầu nhiêu tiền, một thùng dầu bây giờ nhiêu tiền, một thùng dầu giờ chắc 70 đồng, còn mấy em lấy máy tính nó tính mình cái chuyện triệu thùng dầu bao nhiêu tiền, 70 triệu đúng không? Vậy mua chừng nào mới ra được nhiêu đó? Vậy 10 triệu thùng dầu là nhiêu tiền, 700 triệu đúng không? Để ra được 700 triệu lên 7 tỷ là 100 triệu thùng dầu vậy, bằng 1/10 số lượng dầu kho dự trữ chiến lược của Mỹ luôn hả? Hình như băng hàng nó lót tiền của Iran thì maybe có thể là lót tiền, tức là tiền gì cộng lại hay sau đó, chứ nếu mà tiền dầu không mà nhiêu đó tiền, hoặc là Iran mà bán dầu cho Hàn Quốc mà Hàn Quốc mua một cái lượng dầu kinh khủng như vậy, là anh cảm thấy nó khó tin lắm. Thứ nhất, dầu của Iran bị cấm vận, Hàn Quốc là đệ của Mỹ sao mua, nên cái này thấy nó hơi ảo ảo một tí, pháo này hơi ngợp mấy em. À, trái phiếu chính phủ là gì van mà sao Trung Quốc nó mua có mẻo nhiều, mấy đồng bạc cắt thôi em, kiến thức cũ. Nhật Bản mới nhiều, hôm qua anh phân tích cho em rồi, hôm kia chứ, một tỷ rưỡi người dân Trung Quốc ôm được có mấy đồng bạc trái phiếu đó, có gì tự hào? Nói ra kiến thức này xịn đó, nói ra mấy em không chấp nhận, tại chẳng qua mấy em đang cuồng Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ á, Mỹ kìa, Nhật kìa, có 150 triệu mà cầm cái lượng trái phiếu khủng hơn của Trung Quốc nữa, thì người Nhật người ta không tự hào thôi chứ, đúng không? Đúng nhận sai cả quý vị. Rồi chưa đâu, Nhật chưa ghê đâu, cái đảo Cayman này mới ghê nè đó, cái đảo Cayman, lên Google search tìm em, đảo Cayman, cái đảo nhỏ xíu thôi ôm cái lượng trái phiếu siêu khủng của Mỹ luôn. Trung Quốc là gì đâu, chẳng qua mấy em bị bệnh cuồng thôi, cuồng mà chấp mê bất ngộ, không chịu mở cái mai ra lấy kiến thức. Mình phải có kiến thức cái đã, rồi mình có kiến thức xong mày cuồng ai cuồng đó chuyện của em, còn mà không có kiến thức mà cuồng á, nó kịch cỡm và nó hài lắm. À, Mỹ nó giữ tiền Trung Quốc, lỡ nó giật thì Trung Quốc mất tiền thôi, không có nào giật cái mày ơi. Cái chuyện Mỹ nó giật là chỉ có chuyện trong đầu mấy đứa con nít nó nghĩ thôi, chứ còn mà dân có tiền á thì nó đi xếp hàng nó mua trái phiếu chính phủ Mỹ hết rồi đó. Nên cái câu vừa rồi của em đó, nó không giờ xảy ra hết đó.
Phụ nữ sướng anh nhỉ, một đêm 1.000 đô đâu, 1.000 đô đọc báo là một nháy em, còn một đêm là 3.000. Trời ơi em đọc báo lại đi. Anh nghĩ sao Việt Nam làm đám cưới big quá, có nên small lại không anh? Cái đó là chuyện của thiên hạ. Còn ví dụ như mốt con cháu anh nên là tổ chức đơn giản nha. Thầy em nói không có chuyện một túp điều tranh hoa quả tim vàng, trừ khi là vàng thật. Thầy em coi livestream của anh chứ đâu, anh cũng là không bao giờ mà anh tin vào cái thuyết mà túp điều tranh hai quả tim vàng hết khi khô vậy chứ. Bây giờ nó thiệt với em luôn, ví dụ vợ chồng thề non hẹn biển sống đời kiếp với nhau mà lỡ làm ăn thất bại kiếm đường rút lẹ lẹ đi chừa căn nhà cho con vợ nó ở tế hơn. Chứ giờ tự nhiên điều tranh tim vàng gì xàm. À, năm nay kinh tế lạm phát làm ăn có vẻ khó khăn, duy nhỉ? Ừ khó khăn lắm mày, năm nay làm ăn khó khăn lắm, nó bị hiệu 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 à, triệu chứng hiệu ứng bất động sản năm nay gãy, 2023 gãy, 2022 nó cũng gãy rồi đó, nhưng mà chẳng qua là còn gồng, nó còn gồng và còn này nọ, thanh khoản nó còn được, năm nay mất thanh khoản luôn. À, hai anh Duy mấy video mấy clip gần đây đăng quá đẳng cấp anh cho em thêm thông tin về năng lượng với lương thực cuối năm đi anh, giá gạo khủng khiếp luôn, dân đang sống lại anh, bậy bậy mẹ, giá gạo khủng khiếp, mày chết ngắt cái chứ sống cái gì trời, giá gạo khủng khiếp á, chỉ có người bán là lợi được chút xíu thôi, còn bao nhiêu người ăn em, giá gạo lên không có sướng đâu nha, giá gạo lên là khổ đó mấy em. Tại vì ví dụ như á, em bán gạo thì em có tiền em lời, nhưng mà một người bán mà tới 100 người ăn thì cái số người ăn nó sẽ khổ hơn số người bán, đúng nhận sai cãi quá vậy. Sao bên Việt Nam ai cũng muốn làm chủ quá anh, cái mindset đó đâu ra vậy? Cái mindset đó đó nó xuất hiện là tại vì á, người ta thấy làm công người ta khổ quá đó. Tại vì ở ở Việt Nam cái người mà làm công xịn nó rất là ít, nên các bạn không hiểu được giá trị của cái làm công xịn. Vậy thì nó do là cái gì? Do nền kinh tế yếu kém, giáo dục đào tạo chưa xịn. Chứ khi mà nền kinh tế lên chừng 40 ngàn đi, trung bình thế giới người 40 ngàn đi, đúng không, thì đó bạn sẽ thích giá trị của làm công rất là nhiều. Tại vì làm công cho bạn đời sống như vua, đúng không? Tôi muốn đi đâu tôi đi à. Bây giờ ví dụ như hỏi mà mức thu nhập á, trung bình nha, 40.000 đô một năm, thì trên thế giới có chỗ nào mà đi nổi không? Còn bây giờ á, hiện tại nền kinh tế đang thấp, nên các bạn làm công một tháng được 15 triệu không đi đâu nổi hết á. Nên người ta muốn làm chủ để người ta có một tháng 40 triệu để người ta thực hiện những ước mơ nó lớn hơn chỉ thôi. Nhưng mà người ta không biết rằng làm chủ giấc mơ con đè nát cuộc đời con, nó nằm trong vòng luẩn quẩn đó. Mà đi ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này thì chắc phải là thời gian. Tại vì thời gian là liều thuốc tiên cho chúng ta vượt qua hết tất cả nỗi đau, trong đó có vụ chia tay vợ cũ luôn. Anh Duy ơi, anh nghĩ đợt bầu tổng thống Mỹ sắp tới thì ai sẽ làm tổng thống ạ? À? Thì không ông Trump thì ông Biden thôi chứ ai giờ em. Anh thấy khả năng là hai ông đó ra đấu là chắc rồi đó. À, Việt kiều ở Mỹ giờ toàn người giàu, vậy Việt kiều ở Mỹ cũng có người giàu người nghèo em, cũng có mấy người chịu không nổi bỏ bỏ Mỹ về Việt Nam ở luôn rồi, đâu phải ai cũng ở Mỹ được đâu. Lương cơ bản ở Mỹ cao không anh? Tùy bang em, nó không có lương cơ bản, ở Mỹ nó có lương tối thiểu chứ nó không có lương cơ bản nha. Ví dụ như lương tối thiểu bên Cali là 17 đô một giờ, còn lương tối thiểu bên tới sở đó là 8,5 đô một giờ. Em thấy mặt bằng Việt kiều bây giờ hết thơm bằng trước, gái nó không thèm dòm, nó muốn đại gia không, đúng đương nhiên. Thí dụ như giờ hỏi tài trần chịu đựng đem ba củ không, bộ lộn tài trần chịu đựng đem ba ba ngàn không, chắc chắn là tài trần không chịu được. Ở Mỹ người ta hay nói câu không phân biệt ngành nghề, nghề nào cũng có giá trị của nó, anh thấy đúng không? Không, thí dụ như mày móc cống mà mày sống đàng hoàng thì người ta tôn trọng, còn mày móc cống mày sống mày bố láo thì người ta coi thường, chứ không có chuyện mà không phân biệt ngành nghề. Còn thí dụ như em làm ca ve ở bên Mỹ nhưng mà em làm đàng hoàng chơi đúng đạo thì người ta tôn trọng, còn mẹ làm ca ve mà cái giọng bố láo nói chuyện chảnh chảnh nói chuyện giọng mẹ người ta đó thì đương nhiên người ta cũng coi thường thôi. Không có một xã hội nào mà cái câu đúng hết, cái câu đó là cái câu đúng với điều kiện cái người đó làm nghề đó nó bình thường. Thí dụ như mấy em, anh nói bên Mỹ nha, thí dụ như bên Mỹ mấy em làm ca ve rồi mấy em kiếm được vài đồng bạc cắt rồi xong mấy em bố đời nó, mấy em ngẩng mặt lên mấy em coi thường mấy hàng làm văn phòng 4.000 đô một tháng đồ kiểu dạng dạng vậy thì mấy đứa đó nó chửi không chượt phát nào. Em thấy tiền trao cháo múc có gì sai đâu anh? Ủa thì anh đâu nói gì đâu, cái vụ ca ve anh không giờ lên đi, anh không có ý kiến, anh không giờ phản đối nha, anh cũng không đồng tình mà anh cũng phản đối, tại đối anh nói chuyện bình thường. Mà chừng nào thí dụ như ca ve mà lại phá nhà người ta đó thì nó tầm bậy, cái đó là nó không phải là bản chất của ca ve nữa, ok, mà nó là bản chất của cái con tiểu tam mà đi phá nhà người ta. Còn ví dụ như ca ve chơi đúng đạo đó anh bình thường, các bạn có quyền các bạn cảm thấy không bình thường, nhưng mà đối với tôi nó thấy bình thường. Chỗ này tôn trọng nhau sống nha, anh là người lớn anh có góc nhìn của xã hội chứ không phải anh là góc nhìn cá nhân, người góc nhìn của con trẩu tre bực xúc cái gì đó. Ví dụ như nhưng mà ăn ca ve nãy, nhưng quay lại vấn đề nãy ca ve mà ví dụ như kiếm được vài đồng bạc cắt rồi sống láo láo rồi xong nói em là nhân viên văn phòng đi xào xạo đồ, cái đó anh không đồng ý, đúng không, chuyện nào là chuyện đó, ok. À, nếu Trump lên làm tổng thống nhiệm kỳ sau, dự đoán
dự đoán anh nền kinh tế trong và ngoài nước như thế nào ạ? À, xin cảm ơn, chả tha đổi khí khô gì chứ. Thí dụ như ông Trump đây là tổng thống Mỹ thì liên quan tới nền kinh tế Việt Nam. Bạn thấy không, hồi năm từ năm 2017 tới 2020 là ông Trump là tổng thống đúng không? Rồi xong rồi từ 2020 cho tới giờ là ông Biden là tổng thống, cũng khác nhau gì đâu. Xuất khẩu Việt Nam qua Mỹ mỗi năm mỗi tăng. Nên ông Trump ông làm tổng thống hay không nó ảnh hưởng tới nội bộ của Mỹ nhiều hơn và ảnh hưởng tới đồng minh của Mỹ. Đó là hai vấn đề ảnh hưởng chính. Còn Việt Nam vô can. Con gái ông Trump có tranh cử tổng thống không nhỉ? Con ông Trump hấp dẫn theo luật không cấm đúng không? Theo luật không cấm. Ivanka Trump muốn ra thì Ivanka Trump ra không? Nhưng mà cô ta nói là cô ta chán, cô ta chán đó là thật. Cô ta muốn tìm về anh husband đẹp trai của anh ta cùng với mà mấy mà mộng boy phải không, mộng boy hai daughter không nhớ nữa, nói chung là ba đứa Ba con. đứa con. Ông Trump nói khi đắc cử tổng thống sẽ không hỗ trợ Ukraine nữa, cái đó là chém gió thôi, nói câu đó ai bầu, nói câu đó không ai bầu. Nói chung là ông Trump dạo này ông attract win nhiều quá em. Vì gồng tới giờ này mà cắt lỗ thì quá đáng tiếc, chính phủ bung ra mấy tháng nay sắp tới ngấm vào đất thì lại chả có hàng để hưởng, chia buồn với những anh em bị ngợp và cắt lỗ. Ừ em gồng tiếp đi em gồng đi nhà băng, cảm ơn em nha. À, anh có đổi biển số định danh chưa anh Duy? Chưa, anh đâu đổi gì đâu. À, tình hình kinh doanh chậm quá anh em, mặt hàng xây dựng bất động sản chết lên chết xuống, xây dựng của mày sống sao nổi. Bất động sản với xây dựng là đôi bạn cùng tiếng mà em. Bất động sản lên á, thì xây dựng lên, bất động sản tạch là xây dựng tạch luôn. Anh nghĩ sao về giới trẻ thời nay đổ xô làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội? Điều đó không tốt chút nào nha, nó vừa vừa thôi chứ nó đông quá rất là nguy hiểm cho xã hội nha. Mai mốt xã hội người người làm creator, nhà nhà làm creator, giới trẻ suốt ngày cắm đầu quay video, biết khi nào đất nước phát triển nổi. Tôi kệ nó đi, quản có được đâu, kiến chi mà nó muốn quay gì đó nó quay, tương lai nó chọn, cuộc đời nó chọn, sức mình nhỏ xíu mà sao lo cho đất nước nổi. Mấy em bây giờ mình lo cho cái nhà mình trước đi, nhà mình ok là đất nước ok. Anh nghĩ sao về một Việt Nam full YouTuber, YouTuber gì bơ và TikToker, không có nước nào nó full được vậy mày ơi, bị ngáo hết hay sao mà full mấy cái đó, vừa vừa phải phải thôi mấy em. Duy tâm với duy vật anh nghiêng về bên nào hơn anh? Duy vật of course. Duy vật là gì? Là money talk, vật chất quyết định ý thức đúng không? Không có tiền nói ai mà nghe, câu đúng gì nữa. À, dự đoán chừng nào Nga với Ukraine thoái trào danh, bên nào hết tiền bên đó thua mày ơi, mệt quá. Chứ giờ quýnh lộn quýnh qua quýnh lại thì chừng nào thoái. Nhưng mà anh thấy là cái thế Ukraine nó thì nó vậy rồi, nhưng mà thế Nga ngày càng khổ vậy thôi. Điển hình tại sao nó ngày càng khổ, từ từ thấm đòn kinh tế đúng không, rồi xong rồi bị frozen lại năm mấy rồi đó, đang bị frozen. Mấy em phải hiểu chữ frozen là gì mới nghe tiếp được nha. Rồi cái tiếp theo nữa đó là đem chiến tranh về nước, một cái điều tối kỵ. Bây giờ giống như chơi đôi công vậy, bên này cầm banh 52, bên kia cầm banh 49, bên này đá 10 trái, bên kia đá 3 trái, mà chỉ có một cái là cái cường độ tấn công của Nga qua bên Ukraine nó nặng hơn thôi, nó bắn 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 tên lửa xa này nọ kia dữ dữ hơn, còn bên kia thả diều. Tại vì bên kia dưới cái luật là không được dùng vũ khí phương Tây tấn công trên lãnh thổ Nga, nên ông chơi toàn là độ chế không à, ông chơi thả diều độ chế. Chắc là trong vòng năm trước chế chưa được độ, chưa chơi, giờ chế được rồi chơi. Xuồng không người lái là một nè, xuồng không người lái tấn công cầu, rồi xong rồi tấn công Crimea, rồi bữa nay có hai vụ tấn công vô cầu luôn, mà Nga nó là Nga đỡ được, bắn bằng tên lửa chế nữa, tên lửa gì M200 chế. À, Nga bị cấm vận kinh tế mà nhiều báo nói kinh tế Nga tăng trưởng bằng niềm tin hay gì anh, đọc báo có trình độ nữa mày ơi, báo gì, báo trên FB hả? À, vào khu Vinhome Bình Thạnh trong trường tiểu học Vinschool, cảnh vật bên trong cảm giác kiểu 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 trường phương Tây ấy, nhìn những đứa trẻ trong đó cứ như những đứa trẻ trong lồng kính tách biệt với xã hội bên ngoài. Những đứa trẻ như vậy có phải con đại gia không anh Duy? Không con đại gia giờ ra ngoài đường móc bọc rồi mày ơi, chứ tưởng ở trong đó không đại gia gì, chỉ nói chuyện bình thường em. Những đứa trẻ bỏ trong lồng kính đồ mới ghê chứ, không lẽ giờ nó nhỏ đẻ ra phải mày bắt đi 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 tát mương một cô bắt ốc như đời của mày mày mới chịu. Bây giờ xã hội đó nó thay đổi thời nào thời đó, giờ mấy nhỏ nó nhẹ được chăm sóc tốt rồi mốt nó đi du du học rồi nó làm người hữu ích cho thế giới rồi nó mang danh Việt Nam đúng không, đứng trước giảng đường Harvard nó sẽ hỏi là sau đây là phần giới thiệu của bạn ABC đến từ Việt Nam, nghe đã chưa, đưa tay đi mày. Tự hào liền. Rồi xong rồi tới ngày múa là tới 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 ngày là buổi học văn hóa, rồi các bạn ở trong lớp các bạn hãy giới thiệu cho chúng tôi biết cái trang phục nào được gọi đại diện cho quốc gia của bạn. Rồi kia nó áo dài thằng tài trần, con tài trần vô nói không biết đúng cái gì nữa đúng không. Ừ, xong rồi cái thằng Nhật tới là áo áo kimono
Đó. Xong rồi con tài trần, lúc đó là con tài trần mới học mấy mấy bạn nó. Mà chưa Nên hiểu. học đại học không anh, học giỏi thì học dở thì thôi nhé. Nhà đầu tư rồi, cách làm. Tôi muốn ly hôn vì chồng bắt báo cáo chi tiêu hàng ngày. Thiệt mấy chồng rảnh luôn. Thôi gì chơi này đỡ buồn đi mấy em. Vì tôi muốn ly hôn vì chồng bắt chia gì ghê vậy? Vì chồng bắt báo cáo chi tiêu luôn. Chung cư bạn đang sinh sống từng có tranh chấp do đâu? Tôi cảm thấy áp lực và mệt mỏi khi chồng là người quá tính toán chuyện tiền nong trong gia đình. Tôi là cô gái có ngoại hình đánh giá là khả ái, đâu được hình cho coi, nhưng lại lận đận trong tình duyên. Vậy là tắm Gì không không ổn rồi, mẹ đẹp mà đẹp mà lận đận tình duyên là tắm ảo rồi, tắm sao rồi đó. hồng nhan bạc phận đấy, tất Không có nhiên không hồng tin. nhan À, bạc năm 28 phận. tuổi vì gia đình giục cưới quá nhiều, tôi nhắm mắt lấy một anh 35 tuổi. Nè gia đình ép cưới này mấy em. Chúng tôi không có nhiều tình cảm, chỉ tìm hiểu gặp gỡ được 3 tháng và tiến tới hôn nhân. Anh là người có học thức nên tôi nghĩ rằng về sống chung với nhau dần dần sẽ hòa hợp, nhưng thực tế không như tôi nghĩ. À, việc lấy cho xong dẫn đến nhiều hệ lụy. À, sau thời gian dịch bệnh kéo dài, buôn bán lao dốc, tôi phải trả nợ rất nhiều nên kinh tế phụ thuộc vào chồng. Lương của chồng 20 triệu một tháng, anh giữ lại 3 triệu đồng để chi tiêu, phần còn lại chuyển toàn bộ cho tôi. Vậy được rồi, mặc dù cầm tiền của chồng, tôi vô cùng áp lực và mệt mỏi. Mày loser thì mày chịu chứ. Hàng ngày anh nhắn tin hỏi, tôi phải báo cáo chi tiêu từng khoản nhỏ. À, tiền đi chợ, mua đồ ăn, tiền điện, tiền nước, mọi khoản tôi đều phải viết lại gửi chồng. Đúng rồi, phải có report chứ. Đấy, chứ Không cầm tiền cầm làm đẹp hay tiền cầm tiền đi gửi cho gia đình vợ ai chịu. Nhỏ này mẹ loser ý kiến. Có hôm tôi mua váy 200 ngàn, anh nhắn tin bảo tôi, anh thấy em có nhiều váy rồi, mua làm gì, lãng phí quá. Cũng đúng, tôi cảm thấy tổn thương. Tổn thương con khỉ mẹ em làm cái tiền tổn thương, nhỏ này đọc nó nóng ta. Anh làm vợ năng ti nó nha mấy em. đang muốn ly hôn Nhưng thôi, vẫn đang kìm phải nén học. và tự ủi an rằng dù sao anh cũng đưa hết tiền cho tôi giữ. Thời gian gần đây có nhiều đám cưới, chúng tôi bàn nhau về việc mừng cưới bao nhiêu, nhưng anh luôn là người đưa đúc định. Vậy cũng cự nữa. Mẹ mày xài tiền của nó thì thôi giờ đám cưới nghỉ luôn đi. À, cưới em gái tôi, anh bảo mừng 1 triệu đồng là hợp lý. Tôi xấu hổ quá, đành bí mật vay bạn 4 triệu. Mày vay thì mày trả nha. Đâu Mẹ nghèo bạc sĩ, để mừng cho em gái 5 triệu. Nhỏ này tao bỏ nó trước chứ đừng nói là nó đòi bỏ anh mấy em. Ô có con nhỏ này anh làm bỏ trước á. Tháng làm có 20 triệu, đưa cho nó 17 triệu giữ 3 triệu mà đám cưới nó dám bỏ ra. Quá ghê gớm. Mà trong khi nó không làm có tiền. Ông mày mượn mày trả nha. Tôi không dám dùng tiền của chồng vì anh sẽ kiểm tra tài khoản. Đương nhiên tự thấy bản thân kém cỏi đang trong giai đoạn khó khăn nên tôi đành cam chịu sống cạnh người chồng quá chi ly. Ồ mốt mốt mà nó có tiền là nó phản liền. Nhưng chồng tôi ngày càng quá quá, chồng tao không thấy nó ngon chỗ nào, tôi thấy mày nó quá quá đó. Cái còn bám bủ lâu. Cuối tháng trước mẹ tôi bị ốm phải nhập viện cấp cứu, tôi rút 10 triệu đồng phụ giúp chi phí cho ca phẫu thuật của mẹ. Tôi cho rằng đây là việc đương nhiên và trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng tôi. Cho là hợp lý rồi không thầy? Từ từ cái chỗ này không 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 lấy được, phải coi đây đã. Thứ nhất là phải coi nhà đó bao nhiêu đứa, con cái xe tiền sao chứ, mẹ bắt này nó chi hết. Hồi nãy có nhỏ em gái đúng không, Có nhà em gái. có nhỏ em gái cũng lấy chồng rồi đúng không, thì nó cũng là một gia đình đúng không, Chính xác. thì bên đây đưa ra 10 triệu không, nhỏ nó bèo cũng phải là 7 triệu à. Chắc phẫu thuật là nó nhiều lắm. Mà 17 Ừ. triệu không đủ đâu. Tôi vô cùng phẫn nộ khi chồng nói em rút tiền đưa mẹ phải bàn bạc trước với anh không đồng ý chuyện này đâu, em đang thiếu tôn trọng anh, em dùng tiền phải hợp lý và tính toán kỹ hơn. Anh thấy anh chồng có sai Tức là anh này không có cấm, nhưng mà chị đúng, qua chị này không có nói cho anh biết thôi. phải nói cho nó biết để còn tính đường nó đi nó cài thêm nữa. Tại vì bây giờ tháng 20 rút mẹ 10 triệu rồi, tháng còn 10 triệu không chi tiêu mày hụt chi tiêu thì bây giờ thằng chồng nó phải đi cài thêm một đi mượn ai đó để bù vô. Tóm lại bỏ bà nó đi xu sơ bà bố láo nữa. Cưới thầy nói vậy không được thầy, cho Không nó tại chi vậy cũng đó, tôi kỳ ấm lắm, lắm. thì có tấm anh vậy đó, ghét sống chung với người phụ nữ đó thấy khó khăn rồi bây giờ thêm cái này nữa áp lực lắm chứ bộ. Tôi không thể nói gì thêm, bao nhiêu uất ức trong một năm sống chung với chồng trào lên, tôi cảm thấy không thể chịu đựng nữa. Giải phóng đi, giải phóng đi. Sau cuộc tranh luận rất vô lý, tôi bỏ về nhà ngoại. Tôi lấy cớ chăm sóc mẹ ốm để ở lại nhà. Chồng không nhắn tin cho tôi nhưng anh vẫn thường xuyên đến thăm mẹ và cư xử bình thường như mọi người. Thằng này quá được, Thấy thằng này xử sự với anh đánh giá thằng này rất được. Từ nãy giờ anh đọc thấy thằng trai là chả sai, mẹ sai là cưới vợ của bác thôi. Không phải đàn ông mà mình binh nhau, rồi. nhưng mà thằng này cư xử rất được. Nó đi làm tháng 20, nó xài có được 10, 3 10 triệu. 3 triệu là cho là 10, 10, 15%, 10, 15% của 20, nó đưa 85% cho nhỏ này, chán đáng chi tiêu gia đình. Quá chữ rồi. Quá dữ. Rồi xong bây giờ cái mâu thuẫn xảy ra, nó không nhìn mặt con nhỏ này.
đang giận không nhìn mặt nhưng mà nó vẫn thăm gia đình mẹ vợ nó, vẫn đối xử bình thường với người khác, vậy đang đây được rồi, biết kiềm chế không, cư xử được. Nào này nó cư xử có học, con nhỏ này mới sạm nè. Tuy nhiên gần đây khi tôi gửi cho chồng danh sách chi tiêu trong ngày, anh ấy nhắc lại về khoảng 10 triệu đồng biếu mẹ. Anh nói tôi phải tiết kiệm để bù vào khoản đó. Đúng chứ gì nữa, tao mày rút 10 triệu ra mày đưa cho mẹ mày thì giờ mày phải ăn tích lại như thế nào đó để tiết kiệm lại khoảng 10 triệu đó chứ, nó đâu có đòi như thế nào đâu, đúng không? Nó không đòi là em phải trả cho anh 10 triệu mà nó nói là thôi vậy lỡ rút tiền đó ra thì giờ nó sẽ một tháng này bây giờ mình chi tiêu ít lại để mình tiết kiệm được khoảng 10 triệu. Đúng. Thật sự cảm thấy mệt mỏi chuyện tiền nong trong gia đình. Mặc dù chồng tôi bình thường là người tốt tính, khi động đến tiền anh rất lạnh lùng và ích kỷ. Tôi sẽ trả ích kỷ chỗ nào? Ủa mà nãy giờ toàn nhà mày báo cô không à? Chưa bao giờ mà nghe nói thằng này cầm tiền về cho nhà chồng, thằng này mua bánh cho thằng em chồng vậy, cho mà toàn bên vợ mày báo không? Bởi vì em mới chốt lại là cái thằng đó nó rất là được, nhưng mà nó lấy cái không được, nó nhất là nó cưới nhỏ này thôi. Chúng tôi đã cố gắng nhưng chưa có con. Bạn bè biết tính của anh nên khuyên tôi sớm giải thoát để làm lại từ đầu. Lẹ đi, cảm ơn. Tôi phải làm sao đây? Giải thoát cho nó đi mày ơi. Làm sao gì? Đâu coi dưới đây sổ nho là sao mấy em? Chồng bạn như vậy vì chưa tin tưởng bạn. Bạn nên thống kê chi từng từng cho chồng xem. Liên tục 1-2 tháng rồi thôi. Nếu chồng không bắt đầu như vậy thì rõ ràng là vợ cần sự tin tưởng. Sẽ chia chứ phải kiểm soát. Việc rút 10 triệu ra lo cho việc cho mẹ mà không nói với chồng là bạn sai rồi. Nếu bạn nói mà chồng không đồng ý thì là chuyện khác. Nhưng bạn là rằng chi tiêu như vậy thì bạn có xem lại thái độ tôn trọng chồng hay chưa? Nhất là khi bạn đang thuộc về tới chồng, mày nói nghe cũng được. Bạn phải thay đổi chính mình, kiếm việc làm để có thu nhập. Ai cũng vậy thôi, không thể sống dựa người khác được. Khi bạn có thu nhập hai vợ chồng thì hợp lý. Động đến tiền nói chi ly lạnh lùng thì chị cũng báo cáo lạnh lùng luôn, làm cuốn sổ chi tiêu. Hàng ngày mua gì ghi vào đó, bắt chồng chi tiêu gì cũng phải ghi vào. Tủ có tiền của kia đưa nhỏ này giữ làm thú quỷ, thằng chồng chi tiêu nó có chi tiêu gì đâu, bắt ghi vào. Không lẽ bắt nó chi tiêu khoảng 3 triệu của nó. Mọi người có lẽ sao vụ mua bán thua lỗ của bạn chồng mà sợ bạn không biết quản lý tài chính, bạn cần có những đó. Cứ để chồng bạn giữ tiền và tự chi tiêu sẽ hợp lý hơn. Vậy nó bỏ mà luôn, để mà làm gì nữa, đúng không? Giờ cưới vợ để giữ tiền mà giờ nó đi hôn đỡ khổ. Lẹ đi. Tao thấy nó khổ quá. Tôi rất ghét đàn ông chia ly nhưng trong vụ này tôi thấy chồng bạn ổn đó. Và bạn muốn ly hôn thì tùy, cưới chồng khác chẳng những không đưa tiền mà nó còn bắt bạn chia sẻ chi phí thì sao? Thế mới chịu sao? Thằng chồng sai rồi, anh cưới con này là sai rồi. Bà giết ảo của anh, một con nhỏ như vậy cũng được lên báo làm nhân vật chính luôn. Chưa kể có đoạn mở đầu cưới em gái tôi nghe hết hồn. Em không tính chia ly nhưng tiền của em xài không hợp lý. Mà em nghi thì phải nói rõ cho em là xài cái gì, bất kể người nhà hay người ngoài. Tóm lại trong câu chuyện đó, nào binh được con vợ tóm lại luôn thiệt chứ. Mày binh được con vợ thì mày cưới vợ vậy nha. Chỉ có phụ nữ không binh thôi à. Đàn ông thấy mình cũng nổi rồi đó. Con nhỏ đó nói công việc kinh doanh đó ảnh nên phụ thuộc vào chồng. Phòng một con nhỏ đầu óc không hề có khái niệm kế toán như vậy thì kinh doanh thất bại đúng rồi. Anh không cần biết nó kế toán không kế toán. Con nhỏ đó nó sống, nói anh nó không đúng. Chưa bao giờ thấy nó nó đem chồng nó ở làm về cực không? Anh cố gắng một thời gian này nha, rồi em cũng đang tìm shop để giúp anh này nọ kia thứ không giờ thấy hết chia sẻ cảm xúc đó. Ông nó bỏ thằng kia lo bơ vơ giữa trời đông giá lạnh, giống như một cụ già cô đơn giữa trời đông giá lạnh đi kiếm 20 triệu về nuôi nó, xong nó cầm 20 triệu đó nó quăng cho em gái nó 5 triệu đó, mà trong khi kêu nó thôi đi 1 triệu thôi nó chịu rồi 5 triệu nó sợ quê mà nghèo bị sỉ đi, cái đó gọi là nghèo và đặc sỉ. Nguyên income của hai vợ chồng có 20 triệu, 20 triệu là khoảng chừng 800 đô. Sai lầm con này là cưới nó, cái thằng nó tắm rất được nha mấy em. Anh đọc bài báo thêm số ý, thằng nó tắm rất được. Cãi đó. Nhau mà vẫn nội cái chuyện mà nó bực con vợ nó cãi nhau với vợ nó bỏ về nhà vợ. Thằng này nó vẫn về nhà nó nói chuyện trong nó thăm hỏi ông bà già đàng hoàng mấy lần luôn. Nó không nhìn mặt nhỏ này thôi. Tại vì mày sai với tao mày phải xin lỗi tao, mất tao xin lỗi mày. Còn chẳng qua tao cưới mày rồi thì giờ cha mẹ mày cũng như cha mẹ tao, cha mẹ bệnh tao vậy tao không thôi. Ủa anh ví dụ nhà vợ có ai có bệnh hiểm nghèo hay bể nợ thì mình xử sao cho đẹp anh? Trời xử sao cho đẹp là gì, nhà em chuyện anh ấy chịu chứ giờ bệnh đó thì vô bệnh viện. Bệnh thì ngày xưa mua bảo hiểm em. Bệnh thì vô bệnh viện thì giờ lo bệnh viện căn bản thôi, còn bể nợ kệ mẹ mày chứ trời. Sao ngày nào mà... Mất cái vụ gì, ví dụ bể nợ bỏ chết. Còn cái chuyện mà ví dụ như bên nhà vợ mà có người cha mẹ bị bệnh hiểm nghèo đó thì ok. Cha mẹ thì mình lo thôi. Lo được nhiều mình lo. Đó, mình vô mình này nó mua bảo hiểm cho cha mẹ rồi đi vô bệnh viện nhiều thôi chứ. Còn mà bắt chi mấy tỷ đồng mổ tim nó hơi miễn luôn.